thông qua truyền thông để có tiền. Chúng ta dùng cái mạng Zalo và mạng Viber. Và đây kinh nghiệm của con nha. Con lấy tiền từ Zalo và Viber, lấy tiền ở đâu? Thí dụ như Phật tử đến gặp chúng ta, những người quen thân, chúng ta kết cái điện thoại, họ vô cái điện thoại của mình thôi. Rồi xong hết. Thì tới ngày sinh nhật của họ đó thì nó hiện lên cái Zalo, kể mình happy birthday họ. Cái tự nhiên cái ngân hàng của con nó tin 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 tin. Ngân hàng của con nó tin 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 tin. Mình nhắc họ, nhắc có tôi đây, có tôi đây. Tôi chúc mừng bà, có chúc mừng ông. Rồi, cái Viber cũng nó cũng hiện lên sinh nhật luôn. Và ở đây mình có hai cái, đó là giữ quần chúng cho Phật giáo. Và chúng ta phải làm. Thứ hai là nếu người nào có duyên, họ có điều kiện, nếu họ có muốn cúng, chẳng dịp đám tiệc gì của họ, đám cưới đám mai gì đó của họ, đám cưới đám mai gì đó của họ, thì họ sẵn cái cơ hội đó họ mới chuyển cho mình được chứ. Ít nhiều gì cũng có tích góp võ thành bảo. Mà Zalo có thể đăng lên cả ngàn người. Mà nếu như trường hợp mà cái máy mình nó đầy thì mua máy khác. 2.000 người, 3.000 người. Mà một năm mình con xin mà